Alo, chào các cháu. Chú đây, lại là chú đây. Đéo tin. Hello anh em, thì mình là Sĩ Kẹo đây và chúng ta let's go. Em có buồn nếu anh để lại tim em trong từ cuối sau một màn. Nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Chợt dòng chữ đây đã phai nhanh vì mất ơn nhẹ. Giờ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc. Sonic Free Fire giá rẻ uy tín shopsikẹo.vn vui đón Giáng sinh ngập tràn quà tặng và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70%, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn, anh em nhanh tay nhá. Hello anh em, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì Kẹo xin chúc tất cả anh em có một tuần học tập làm việc hiệu quả nhá. Mọi người đừng quên đó là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thank you so much, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ê, let's go. Ui, nói trưởng, cái gì đấy? Nào, ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa vẫn chạy à? Ơ kìa bảo rồi mà. Ui, vãi trưởng liệu luôn ạ. Sợ quá, sợ quá. Sợ các bạn quá cơ. Yeah, và ngày hôm nay thì mình đang mặc cái bộ trang phục đó, trang phục gọi là mix hỗn hợp anh em ạ. Ơ cái đù má, làm gì đấy ạ? Đừng có gạ team up với tớ nha. À thằng này được, được, được anh em ơi, thằng này được đấy nhở. Ê đừng có chạy. Ơ kìa, ơ kìa. Và cái mái tóc của con nhân vật ngày hôm nay cũng giống tôi vãi cả trưởng ra luôn anh em ơi. Ê kìa, nào sao đấy? Lùa nó xíu cho vui anh em ạ. Cái đậu xanh này. Ơ kìa, đứng lại đi em ơi. Chẳng qua là mình không thích bắn nó thôi. Vỡ đầu, bảo rồi cơ. Ok ok ok. Phước Kẹo thì mới cắt quả đầu hai mái. Hơi bị chất lượng rồi anh em ơi. Nghe bảo bọn fuckboy toàn để đầu hai mái. Nhưng mà tớ thích thì tớ để thôi. Có làm sao đâu nào. Cũng như là chuẩn bị là ngày 27 tháng 12 sắp tới là All Star Free Fire có một cái game show, một cái event rất là lớn mà mình kiểu mình cũng tham gia mà, nên là phải có một cái tóc xịn xò con mẹ nó luôn anh em ơi, xịn xò con bò ấy chứ. Wow, ế mới chỉ có 2 kill đấy à? Oh fucking game. Ôi ôi thôi anh em ơi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh anh em ạ, không có vội được. Nào thanh niên nào đây, đừng để Sĩ Kẹo ra là các bạn xanh mộ nhá. Ơi Sĩ tóc hai mái và ba ngón này vỡ đầu. Oh my god, sợ chưa? Lại bảo là không sợ đi. Ui ôi, mà anh em thấy là tóc mới của tớ có ngầu không ạ? Thế tóc ngầu vãi bíp ra luôn, anh em bảo không ngầu nữa. Thôi thôi thôi, chắc tôi đập đầu vào gối mất anh em ạ. Ui bỏ mẹ, anh ơi anh đừng làm như thế anh. Ok. Nó trên đúng không anh em? Vãi chửa, về nhạc thì rũ rương mà lại gặp thanh niên căng thẳng thế này. Thôi 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 thôi, có phải là bạn mặt căng thẳng như nhít ỉa cả tuần rồi từ chối hiểu luôn. Đâu nhỉ? À hình như là nó ở gốc cây thì phải. Wow, hơi bị căng thẳng nhá. Đâu 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 đâu, đâu anh em ơi? À đây ạ. À thế ạ. À thế ạ. À thế ạ. 4 kill luôn. Uầy vãi. À thế à nhá. Lần sau nhá, gặp tớ thì né ra nha các cậu. Oh my god, chia buồn với các cậu. Yeah yeah yeah. Và mình có làm thêm một cái kênh mới nữa, đó là Sĩ Kẹo TV. Thì mọi người hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ Sĩ Kẹo TV luôn nhá. Ok. Kênh chính thì nó hơi bị mất đề xuất nên là mình cũng hơi bị chán. Được rồi anh em. Yeah, và nào, hôm nay anh em muốn là mấy kill top 1 nhá. Riêng Kẹo thì ngày hôm nay cứ tính sơ sơ rơi vào tầm khoảng 15 kill đi. Đây, đút cáp treo xuống dưới. Chúng ta đang chuẩn bị có mặt ở khu vực khu dân cư này. Ồ. Ui chết chết chết, bỏ mẹ rồi, có người, có người, có người anh em ơi. Ui đừng nhá. Ôi tôi thấy mình rồi. Vãi, anh ơi đừng. Anh làm cái gì đấy? Anh ơi đừng. Anh ơi đừng. Nào. Anh ơi đừng này bảo rồi. Bảo là anh ơi đừng có động đến em cơ mà. Cứ thích động đến mình cơ. Ôi giời ơi. Ok ok ok. Tớ chịu cậu luôn đấy. 5 mạng luôn, EZ game luôn anh em ạ. Cái đồ má, chứ gặp mấy thanh niên kiểu đủ dân chơi luôn anh em ấy, toàn các dân chơi luôn, không có dân thường luôn á. Ui, các bạn là Sĩ Kẹo bắn vẩy vẩy thế, gọi là dụ địch đến thôi anh em ạ. Đấy, địch nó nghe thì tiếng bắn súng nó chạy đến thôi. Tôi ngại gì đâu, việc gì mà phải ngại bố con thằng nào. Này, ồ, trên này vắng đấy.
có cái huy hiệu. Thì anh em lựa được mấy cái huy hiệu nó rất là hay. Lâu lâu thì anh em có thể là đến mấy cái kiểu như là cây bắn súng tự động. Wow. Ở ngoài chúng ta có cây bắn nước tự động, trong game là cây bắn súng tự động. Wow. Được không? Được không? Được chưa anh em? Nào, anh em theo tớ nha. Vâng, mấy quả AK rồng xanh này thì thôi rồi anh em ạ. Mỗi tội là cây thông sơn thì tớ chưa có skin anh em ạ. Nên là nó hơi phở phở, nó hơi sida một xíu nhưng mà không sao. Ok. Quả con dao cần ai này anh em, nó xịn xò chưa? Úi dồi ôi, kiểu vừa chạy vừa nghịch luôn chứ. À, thấy rồi nhá. Chúng nó ngay trước mặt anh em ấy. Ồ, tưởng thế nào, tưởng các bạn trốn đâu chứ. Thì ra là ở ngay trước mặt thì nó dễ quá. Ê, nào. Ok, đây ạ. Oh my god. Nào, chạy đi em ơi. Ôi trời, bắn không trúng phát nào luôn anh em. Từ chối hiểu. Ui, sao lại thế nhỉ? Nhưng mà thanh niên nào giết bạn ấy rồi. Vậy anh em có thắc mắc về độ nhạy của sĩ kẹo thì sĩ kẹo chia sẻ là mình để mắc độ nhạy 100% thôi nhá. Ok, cái thằng này. Nào, mày không chạy. Nhây này nữa đi em ơi, nhây này. Ở xa của anh em ạ. Cầm AK rồng xanh nó cứ giật kiểu gì ấy. Nhưng mà giật thế này thì mới dễ lên đầu anh em ạ. Nhưng mà nó trốn kỹ quá à. Chịu rồi. Thằng kia như kiểu là mất tích rồi nhở. Vô lý. Ủa chết bỏ mẹ, có xe. Ô mẹ, xe máy á. Ô mai chuối. Kìa. Ôi ôi, cái này là ô mai chấm súp rồi anh em ơi. Tôi sẽ cho thằng này ăn món ô mai chấm súp này. Ế, cái gì dựng một keo ghê vậy. Nào lên đây. À, biết ngay. Thì ra là trong này quấn máu à. Ồ, thế ạ. Nào, ra đây em. À, thế ạ. À, này vỡ đầu này. Cứ ngồi trong này mà quấn máu đi. À, sợ chưa. Ê, thằng này nữa này. Ui vậy. Đừng anh ơi, đừng. Anh đừng. Anh nè. Bảo là đừng có bắn tớ mà lại. Ui, bỏ mẹ ơi. Thằng nào vậy. Ui, tí máu. Vậy. Sao thế. Mấy anh em căng thẳng với tôi ấy. Khổ còn tí máu. Vãi thật. Quấn em ở đây anh em ạ. À. Đậu xanh chứ. Tớ chịu các bạn luôn. Nào chứ các bạn. Ghê vãi anh em ạ. À. Có khi là pha này là kẹo toang đấy anh em ạ. À. Dễ toang vãi lìn luôn. Hôm nay là chơi game hơi bị xoắn quẩy một xíu. Đù chứ đầu tuần sao lại áp được thế ta. Rồi. Phải bình tĩnh anh em. Phải thật bình tĩnh đấy. Người ta bảo rồi mà. Bình tĩnh tự tin và chiến thắng luôn. Tớ không vội đâu nha. Tớ vừa đổi qua cây thông sơ nhá. Các bạn là cây vector thì phải cầm hai cây bắn với mạnh. Một cây như kiểu là mũi đốt inox anh em ạ. À có một đứa này. Ui anh này. Em sau hàng rào cơ mà anh làm gì đấy. Ok. Vỡ đầu. Thế nào hả. Yeah. 8 mạng. Quả hôm nay dễ nhở anh em nhở. 8 kill rồi. Đúng quả EZ game rồi. Hôm nay chơi game bắn như thần đồng. Mà các cậu ơi, sắp đến Noel rồi, tớ vẫn chưa có người yêu. Không biết các cậu có người yêu chưa. Ôi bỏ mẹ ơi. Noel năm nào cũng có người yêu. Noel năm nay mèo có người yêu. Các bạn là tại vì nghèo mà. Nghèo ai thương, xấu ai yêu đúng không. Ôi, chấp nhận số phận thôi nhà chơi game nhá. Ui anh. Ơ kìa, chết mẹ rồi. Anh em, hình như là tớ hết một keo rồi. Phải lùa, hết một keo rồi. Thế thì ăn lựu nhá. À đây, can chuẩn nha. Tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá, anh em nhìn này. Ui ôi, quả. Thấy chưa. Ui, tớ bét ném lựu rồi các cậu ạ. Ui ôi, sao tớ xin nhá. Thế là lại có thêm một keo này. Được luôn. Mà thế nên này xài cái gì lại có cả đạn phóng lựu à. À, nó thủ đạn anh em ạ. Thì ra là thế. Pháo cầm tay anh em ạ. Pháo cầm tay thì cần mẹ gì. Ui dồi ôi, lượng nhiều đạn phóng lựu thế. Có phải M79 méo đâu. Phóng lựu mini anh em ạ. Mini thì làm sao mà ngon được như M79. Tôi nói với anh em rồi, thôi cầm lựu ném nó còn dễ ăn hơn. Ví dụ như kẹo lúc nãy cầm lựu ném phát ăn luôn anh em. Ăn kill luôn, lên mạng luôn, lên bảng điểm số luôn đúng không. Yeah, ok, thì tớ vừa đổi qua cái cây súng M14 này. M14 nếu mà anh em có phụ kiện này kèm với ống ngắm 4x là bắn rất là phê nha anh em nhá. Kiểu như là bắn chích phát luôn. Đấy, chích phát là one shot, là one kill luôn anh em ạ. Headshot luôn đó. Nhưng mà anh em phải luyện tập cơ. Đấy bảo rồi, các bạn cứ để độ nhạy lên trên 100% như kiểu tớ luôn anh em ạ. Chơi bét bắn luôn anh em ạ. Nhưng mà thật ra thì tớ bắn headshot nó cũng hên xui á. Không phải là kiểu kill nào cũng headshot. Tớ thành thần đồng con mẹ là luôn. Tớ người ta gọi là
Nhi đồng à? Ôi thưa, nhầm. Thanh niên đồng anh em, thanh niên đấy. Anh thanh niên ngót nghét là 22 tuổi vẫn chưa có người yêu. Bỏ mẹ chán thế nhở. Mà tôi nghĩ là Noel có ông đi chơi với người yêu hết mỗi tối ở nhà thì vai cả game. Thôi nhá, bảo rồi nhá. Anh em có đi chơi kín kín thôi, đừng có khoe là anh ơi em có người yêu. Tôi điên lên là tôi dỗi tôi không ra video đâu đó. Nhưng mà tầm này còn lại 7 đứa đấy. Ở trên anh em ấy. Ui, chúng nó vừa cứu nhau xong kìa. À, anh ơi, cho em góc vui với anh ơi. Ơ, lu sao à? Ham vậy. Trời ơi, cái gì người ta đang đứng đây lu sao? À, thêm một đứa này. Hóng chuyện này. Nào. À, thích hóng chuyện à, được luôn. Ui ôi, tôi cũng làm kẻ hóng chuyện thôi nhá. Nào này, làm sao tính ra đây để ăn anh à? À, thế à? À, sao? Trốn ok á? Ui ôi, trốn á? Trốn là trốn làm sao này? Chả vỡ đầu ra chứ. Đứng lên mà trốn. Ôi ôi, thời buổi nào rồi còn trốn gốc cây nữa. Ơ, nhưng mà có khi là tôi bắn hay quá, chúng nó report bảo là sĩ kẹo hack thì mò mẹ. Lại bảo sĩ kẹo bắn xuyên gốc cây thì vãi nồi luôn, anh em thấy đấy nhá. Không hề hack nhá, thề luôn. Cái này người ta luyện tập mãi mới chơi được anh em ạ. Đang chơi ba ngón này. Ok. Ui, cái gì đấy? Áo đỏ chứng tỏ là ca ve này. Làm sao áo đỏ? Ui, áo đỏ dùng bông keo ghê quá. Tầm này thì kẹo có 900 bông keo cơ mà. Ơ, tớ nhiều bông keo lắm nhá. Nãy lượm mấy cái xác xong là tha hồ bông keo. Ơ, công lên cả. Vãi nhở, hơi liều đấy. Nào, hơi liều đấy, hơi bị liều đấy. Vỡ đầu chứ liều à. Liều đi bạn ơi. Đúng gấp quả, mấy thanh niên hài cười vỡ bụng luôn. Ơ nhưng mà, à còn lại hai đứa. Thế thì ngày hôm nay tớ cố gắng 14 kill top 1 luôn cho anh em sợ nhá, cho anh em nể luôn nhá. Ê, đâu rồi, còn hai đứa đấy mà. Tìm mai chả thấy đâu anh em ạ. Đây, từ từ nhá. À, đây rồi. Ui, cái gì đấy? À, mãi tảng đá rồi. Mạng hơi lag xíu anh em ạ. Bắn xong 1 giây thiên nhiên mới lên bản điểm số. Bò mẹ, cái kiểu mạng lag này. Thôi rồi anh em ạ, dễ toang lắm nhá. Thề với anh em luôn, dễ toang cực kỳ luôn á. Được rồi anh em, đây. Ơ, nữa à, thằng cuối anh em ạ. À, cái thằng này là tớ nhất định là tớ sẽ bắn full headshot luôn cho anh em xem nhá. Không trích nhiều phí mồi anh em ạ, chỉ trích headshot thôi. Ơ nhưng mà, này nè, cáu rồi nhá. Rút shotgun ra làm viên cái lên bà. Bye bye anh em nhá.